Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô mô tô nữa nha mọi người. Lại có xe về và mình cập nhật những cái dòng mà anh em hỏi khá nhiều trên những cái bình luận của kênh. Thì mình sẽ quay những cái bình luận đó cho anh chị và các bạn nha. Ví dụ như anh em có hỏi về CBR nè, rồi Yamaha R3 nè. Anh em hỏi khá nhiều thì mình sẽ cố gắng mình quay những con mới về, rồi sau đó mình quay theo những cái bình luận của anh em, những cái yêu cầu của anh em chịu khó mình cứ comment bên dưới nha. Rồi thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì con Phong sẽ hỗ trợ giới thiệu cho mọi người ha. Chào Phong anh em nha. Chắc là mình sẽ sơ lược qua mấy chiếc xe ngoài này trước. Đấy, sau mình vào bên trong nhà có mấy con mới về, 5-6 con mới về ngày hôm nay. Đấy, con Vulcan này hôm nay đem ra đổi cái cây bô này. Rất đẹp luôn. Vulcan 2019. Hôm trước nó đi cái cây bô nghe nó không hay lắm. Mới đổi. Em nó còn số không? À hết rồi. Mười 7.000 cây. Ở ngoài rộng rãi này quay thì mới thấy cái vẻ đẹp của Vulcan. Em nào dắt con này sang bên này anh cái. Con này màu cam này rất đẹp nha mọi người. Con này đi nhìn đẹp lắm, form xe đảm bảo mọi người là xinh xò. Con này làm cái bô nghe như kiểu hạt lây ấy. 2019 biển Đà Nẵng. Cái biển số này thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ hết có 1% thuế thôi. Con này thì sẽ để cho anh em với cái mức giá nó là 100, bữa là báo là 198 198 và xe này đang giảm 10 triệu. Đấy còn 188 triệu này. 188. Đúng rồi. Có mấy con CB Venza với mấy con bên ngoài này nữa hôm nay mới lôi ra để rửa này. Sạch sẽ. Rồi. GPX Demon. Cái bản GN. Xe 2019 2020 á. Rất đẹp, hồ sơ rút sẵn rồi, anh em chỉ sẵn để ra tên thôi. Con này thì đang 27.9. Mà dạ, dòng này 150 thì vẫn được giảm luôn à? Đúng rồi. Vẫn được giảm 150 vẫn giảm 1.9 một xe. Cái cầm biển số qua cho anh đi Chí ơi. Đang ngoài công an à? Rồi rồi. Tầm bao nhiêu phút nữa về ta? Rồi ok ok. Con này là CB 150 Vera. Con đấy rất đẹp luôn. Biển 68 Kiên Giang. Con này nó bị như này này. Để lâu quá không xài, chết đồng hồ mới thay cái đồng hồ. Xe này đi có vài ngàn cây. Nhưng mà thay cái đồng hồ nó lên đến 22.000. Chí ơi. Okay. Cái gì nhở? Anh cho thằng cu em nó chạy ra ngoài đấy đưa cho nó cái nhá. Đó con này thì do để lâu bị chết đồng hồ cho mọi người, chứ còn chắc xe là vài ngàn thôi. Vậy hả? Rất đẹp nhá. Rồi. Con này là 38.900. 8.900. 39.9 đấy. Anh kia mà. 39 à? 39. 39.9. Con này là 389 này. Ở đây. Con này thì biển số 71 này. Rất đẹp, đem ra ngoài này nó thoáng quay nó mới đẹp. Nó phục xe mọi người nhìn đó. Con này là 38.9. 38.9. 8.9 là còn 37 à? Đúng rồi. Đi, mình vào trong nhà mình quay đi. À đây có con R15 đây tiện nó thoáng thoáng ở ngoài này quay luôn. Biển số 60. 60 F2 Biên Hòa Đồng Nai.
10.859 cây, 54.900.000 xe 29. Biển Biên Hòa như này, nếu mà anh em mua sang tên về đâu chỉ hết có 1% thuế này. Ok. Biển Biên Hòa. Nên trong này nên R15 mà các cứ vứt tất trong này đầy. Nhưng mà chặt quá chưa không quay được. MSX này bán không? MSX bán luôn. Con này khóa thằng cu em nó cầm để chạy. Con này giá như 20.000. 33.900 đời 2019. Rồi ok. Đây, vào trong này mình có mấy chiếc mới về trong này. Xe thì rất là nhiều, anh em nào mua thì đến số 5 đường Lý Thường Kiệt, Nghệ An, Bình Dương nha. Đó. Chờ tí nhá, khoảng gần tiếng nữa nó về tới nơi á. Nó vẫn đang ngoài giao thông. R15V3 lại về nữa mọi người. Cái con màu vàng các bạn đừng lầm tưởng nó giống con màu vàng hôm qua mình quay nha. Con này còn khác nữa. Con này biển số 67 nha mọi người. Anh em mình chú ý á. Con này đi 23.000 cây. Con này sẽ để cho anh em là 50.900. 50.900. Gắn chống đổ đèn trợ sáng. Con này đẹp lắm. Ở bên ngoài nếu mà rộng hơn tí quay chắc bên trái phải. Cái tem sọc sọc này thì nó là tem kiểu. Tem kiểu á. R15 thì bao la. Anh em mà có nhã ý mua R15 thì cứ đến mà lựa. Được đấy. Một dãy dài thỏng lọ. Bao nhiêu luôn. FZ này hôm nay về con này cũng đẹp. Con này mới về luôn. Ồ, con này đẹp thế. Đi mười mấy ngàn cây à? Này mọi người. Ốc tán sáng con này gọi là khíp ạ. 26. 15.000 cây. Nhìn thấy con ốc tán rồi nó nhìn nó khác hẳn. Quá này nhìn thôi. Em nào muốn cho FZ thì mà nói không thể bỏ qua con này được. 36.900 con này ạ. 36.900. Thì 36 tính ra nó đâu mắc hơn mấy con trước ta. Nó đắt hơn bao nhiêu đâu. Z8 mới về. Đây. Z825 chưa ABS. Con này không ABS. Con này mới về trong hôm nay thôi. Trước bán về bên Đà Lạt. Mới mua lại ngày hôm nay. Cam đen gắn chống đổ này, bảo vệ lốc máy này, rồi một vài đồ chơi nhỏ nhỏ như tay thắng, tay côn, ghi đông, kính chắn gió. Có cái phần này là nó dán đề cam này, cái này nó là màu cam này. Cam bách lại màu đen. Nhiều khi anh em là không thích cái màu cam quá nhiều, dán bớt lên ạ. Còn nếu mà mình không thích lại lột ra. Ồ, cái này sơn luôn chứ không phải để can. Sơn à? Sơn. Đó, sơn luôn. Đó nó sơn lại màu cam nha mọi người. Màu đen nha mọi người. Thường là nó sẽ là màu cam á. Con này nãy anh nói là đời 26. 25 hả? Bản này là chưa ABS nha. Con này đi 28.000 coi. Này thì mình sẽ để cho anh em giá rất mềm, nó chỉ 149 triệu thôi. Còn bao nhiêu? 149. 149 triệu. Cái tàu lửa nó đi ngang qua nó hơi ổn. 149 triệu. Nhưng mà nhìn con xe này rất đẹp. Con này đẹp á. Đấy mà giá thì anh em mua thì vẫn có giảm thêm nữa nha. Còn giảm thêm. Giá cũng hợp lý cho anh chị và các bạn đó. Còn những cái dòng khác như 150, R15, CBR, RSX, những phân khối lớn còn rất nhiều. Quay R3 đi anh. R3 mà anh em hỏi khá nhiều. Đây, thế thì Việt đi lối đằng trước, mình lối đằng sau. Anh em mình thấy hôm qua thì mình đăng clip lên, anh em hỏi có comment về R3 rồi. Hỏi nhiều, với lại Ninja 3. R3 bữa nay giảm cho anh em 3 triệu một xe. Giảm 3 triệu một xe.
2018 biển An Giang đi 13.000 cây. Chiếc này đang bán 86 triệu. 86. Giảm 3 là còn 83. 83. Đó. Tiếp tục một con Yamaha R3 luôn. Con này là màu bạc xanh. Xe 2016 biển 84 đi 19.000 rồi. Con này thì giá là 75 và giảm cho anh em nó chỉ xuống còn là 72 thôi. Ok. Rồi. R3 con này luôn này mọi người. Còn bên đó là biển số 83 Sóc Trăng. Giá 82 triệu. Giảm 3 triệu thì còn 79 triệu. 79. Phân khúc 300 thì có Ninja 3. Ninja 3 thì còn đây là mình rút sẵn hồ sơ rồi. Con này 19.000 cây. Giá của nó là 84 triệu và con này đang giảm xuống còn 80 này. Nó giảm 4 triệu luôn. Rồi. Qua Z3 luôn. Con này thì gọi là siêu cọp rồi mọi người. Z3 thì con siêu cọp con đi ngàn mấy cây bán rồi. Cái gì? À, con ngàn mấy cây bán hả? Mà giá con khác à? 36.000. Con 36.000 nha mọi người. Con này biển Sài Gòn đi 36.000 cây. Giá 82 triệu. 82 triệu. Ồ, giá nhầm. Tưởng cái con siêu cọp hay còn. Con đấy bán hôm chủ nhật. Ok. Alo. Con này là con này cũng là Ninja 3 này mọi người, mà đi ZX10R này. Con này 65 triệu thôi mọi người. Giá mềm cho chị và các bạn á. Nhưng mà con tiền đấy nhiều lắm. Còn CBR250 thì hôm nay còn đúng một con nữa. Số 5 Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương nhé. Em ở đâu? Lai Châu anh không có ship được về em ơi. Đấy nhé. Mai Châu hay là Lai Châu? Mai Châu thì mình không biết nó ở đâu. Ok. Ok. Con này thì mình đang bán 115 triệu mà đang giảm xuống là còn 101. À giảm còn 101. 300 thì có thằng này nữa rồi. CB R300. Con này cũng đang giảm 5 triệu. À con này giảm 5 triệu luôn. Còn có 81 triệu nữa. Xe bao đẹp, biển số Sài Gòn, đi 17.000 cây. Đó. Rồi sẵn 300 mình sẽ quay luôn cái MT03 cho anh chị và các bạn luôn á. Anh em thì mình thấy cũng có hỏi đó. Hôm qua hôm qua cũng có hỏi về MT03 nữa. Sẵn mình quay luôn ha. Ây ủa. MT03 thì MT cũ và MT mới có đủ cho mọi người. Con này đi 6.000 cây biển 47 Đắk Lắk. Mình đang bán là 86 triệu. Con này còn giảm cho anh em 3 triệu luôn. Đấy MT03 giảm đồng giá 3 triệu hết. À giảm đồng giá 3 triệu hết. Nhưng con này là giảm xuống là còn 83 này. Đấy còn xe mới thì là 100, giảm 3 còn 97 triệu. Màu xanh đen nha mọi người. Chặt quá, nói chung là quay thiệt chứ quay mô tô mà quay này thì hơi bị chán đúng không mọi người? Quay mỗi cái đầu không? Thôi cố gắng tuần sau thì làm thêm cái căn bên này nữa cho rộng rãi, quay chi tiết cho anh em hơn. Rồi. Dã nó già, chặt quá. Đó là... Ai? Đấy còn phân khúc 4 máy thì có Z1000, Z9, Z8. Hai máy những cái dòng 650 thì có Ninja 650 hoặc CBR500. Ninja 400 đủ mẫu. Còn ok. Những cái dàn 150 thì khỏi nói rồi. Ở đây thì đa dạng 150 lắm. Đây sẵn có MT luôn, báo MT luôn nha anh chị và các bạn ha. MT 15 thì còn 3 chiếc. Chiếc này thì biển số Bình Dương. Mà giá nhiêu anh? Con này thì để cho anh em mấy mức giá là 57.900. Năm mấy? 57. 57.900. À 57.900 cây. Ok. Đây, biển số thành phố Thuận An nên anh em sang tên mình đâu nó cũng chỉ hết 1% thuế. Rồi con bên trong anh. Con này biển số 70.
đi có 1.700 cây thôi. Giá là 60.900.000. Rồi, 60.900. Còn nếu mà MT trong này còn con nữa, màu xanh cũng rất đẹp. Hôm nay quay hơi lộn xộn tí nha mọi người. $4,481 Con này giá sao anh? Con này thì để cho anh em là 59.900.000. 59.900. Rồi. Tất cả phân khúc 150 vẫn đang giảm 1.900.000 một xe. Tới cuối tháng đúng không anh? Từ giờ đến cuối tháng. Rồi, chắc là mình báo sơ như vậy thôi nha mọi người. Anh em nào cần báo giá những dòng nào mọi người cứ comment bên dưới ha. Mình đọc comment rồi mình sẽ quay clip cho mọi người ha. Tại vì mấy nay thì anh em hỏi dòng nào thì mình quay dòng đó thôi, với lại xe mới về cho mọi người. Rồi. Rồi, chào anh em nhé.